Mời mọi người một ly trà hoa nha Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình kể tích truyện Pháp Cú của Đại Nghĩa Và ngày hôm nay, Nghĩa sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe câu Pháp Cú số 285 Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu Hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thể dạy và câu chuyện hôm nay của chúng ta có tên là cỏ úa hoa phai. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên quan đến một thầy tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Có một thanh niên Khôi Ngô con nhà thợ bạc từ bỏ gia đình xuất gia tu học với ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả nghĩ thầm, đồ đệ ta còn trẻ, tham dục rất mạnh, để giúp thầy sa môn trẻ chống đỡ lại dục nhiễm tôn giả dạy thầy phép quán bất tịnh, nhưng đề mục ấy không thích hợp. Nên mặc dù thầy đã rút vào rừng, nỗ lực phấn đấu trên một tháng, thầy vẫn không sao tập trung tư tưởng. Thầy trở lại, tôn giả hỏi, con đã nắm vững đề mục thiền quán chưa? Thầy trình bày sự thất bại của mình, tôn giả bảo, một người không bao giờ nói rằng tôi không đạt được đề mục thiền quán. Tôn giả chỉ dạy cẩn thận thêm về đề tài ấy thầy cũng không tiến bộ bao nhiêu phải trở lại trình với thầy lần thứ ba tôn giả cũng dạy đề mục đó chỉ dạy cặn kẽ về lý do nguyên nhân và các ảo tưởng tương tự một lần nữa thầy lại thất bại trong công phu thiền quán tôn giả xá lợi phất nghĩ thầm một sa môn bén nhạy khi tham dục hiện hữu thầy biết nó hiện hữu khi tham dục không hiện hữu biết rằng chúng không hiện hữu sa môn này bén nhạy không trì độn vững vàng trong đạo chưa lay chuyển tuy thế ta lại không thể hiểu được tư tưởng và khuynh hướng của thầy chắc chắn thầy sẽ thuần phục lời dạy của phật vào buổi chiều tôn giả dẫn đồ đệ đến chỗ phật và kể hết câu chuyện bạch thế tôn đây là đệ tử của con con đã dạy như thế như thế phật dạy biết được tư tưởng và khuynh hướng là quyền năng riêng của phật là bậc toàn giác có trí quán chiếu thông suốt khiến cho 10.000 thế giới ngợi khen. Đức Phật quan sát gia thế của Thầy Sa-môn Trẻ biết rằng không những đời này Thầy sanh trong nhà thợ bạc mà đã 500 kiếp sanh trong nhà đó và trải qua thời gian lâu xa làm thợ kim hoàng, chuyên chạm trổ các hoa sen, hoa ca nị sắc bằng bàn rồng, nên thiền quán về đề tài nhờm gớm và tẻ nhạc chắc chắn không thích hợp với Thầy chỉ có đề mục vui tươi hơn mới thích hợp phật bảo tôn giả này xá lợi phất với sa môn mà ông chỉ định đề mục thiền quán vừa trải qua 4 tháng mệt nhọc vô ích ông sẽ thấy y chứng a la hán ngay hôm nay ông hãy đi nơi khác sau khi nói tôn giả đi phật dùng thần thông tạo ra một hoa sen bằng vàng to bằng bánh xe cộng lá tươi tắn y như thật đưa cho thầy sa môn và bảo này tỳ kheo Hãy cầm lấy hoa sen này ra phía ngoài tinh xá, cắm nó trên đỉnh cát và ngồi kiết già trước nó. Ở giai đoạn sơ khởi, hãy lặp lại câu: "Đỏ thắm, đỏ thắm." Ngay khi nhận hoa sen từ bàn tay của Thế Tôn, thầy Sa môn trở nên bình an. Thầy làm theo lời Phật dạy, làm một đống cát ngoài rào tinh xá, cắm hoa sen lên, ngồi kiết già trước mặt nó và lẩm nhẩm: "Đỏ thắm, đỏ thắm." ngay khi ấy các triền cái bị tiêu diệt thầy bắt đầu nhập định phát triển sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cả toàn thân thầy chìm sâu trong thiền định đức phật dự biết thầy đạt được định tự hỏi sa môn này có thể tự mình phát triển thánh quả đến tận cùng không thấy rằng thầy không thể tự đạt ngài ra lệnh hoa sen hãy héo lập tức đóa sen thiền quán của thầy ngã màu nhợt úa như bị vò nát thầy tỳ kheo xuất định thấy thế tự nghĩ bằng cách gì mà bông sen này trở nên già úa nếu những vật như thế không bị lệ thuộc vào giới thông tục mà còn bị chế phục bởi tuổi già không có gì nghi ngại chuyện chúng sanh đắm luyến thế gian đều sẽ bị chế phục tương tự thế là thầy thấu rõ lẽ vô thường đồng thời thầy thấu luôn cả lý khổ và vô ngã. Bà pháp ấn hiện rõ rệt với thầy như lửa rực cháy hay như sợi dây cột quanh cổ. Lúc ấy, có một lũ trẻ con chơi gần đấy, lội xuống hồ, bẻ bông sen chất thành đống trên bờ. Thầy tỳ kheo nhìn những đóa hoa dưới nước và hoa trên bờ. Những đóa hoa dưới nước tươi xinh đẹp, còn những đóa hoa trên bờ thì héo úa tàn rũ. Thầy lại tự nhủ, nếu tuổi già đã đánh bại những vật không bị lệ thuộc vào thế gian, có lý nào không đánh bại chúng sanh đắm luyến thế gian? Và thầy càng thấu rõ lý vô thường, khổ vô ngã. Đức Thế Tôn thấy rằng các đề mục thiền định đã hoàn toàn chinh phục thầy, ngài bèn hóa hiện đến trước mặt thầy. Cái gì thế kia? Thầy tỳ kheo ngạc nhiên nhìn lên, thấy dường như Đức Phật đến đứng trước mặt thầy lật Đật đứng lên, chắp tay cung kính, Đức Thế Tôn nói kệ: "Từ các dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh, niết bàn thiện thể dạy." Nghe xong, thầy chứng A La Hán. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nghe câu chuyện về một thầy Tỳ kheo trẻ, vốn là đệ tử của thầy Xá Lợi Phất. Chúng ta cũng biết thầy Xá Lợi Phất là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật được xem là tướng quân của chánh pháp và là trí tuệ đệ nhất. Và mình nghĩ rằng nếu như bây giờ bất kỳ một ai mà được làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất cũng đó là một cái phần phước rất lớn mà không phải ai cũng có được. Nhưng mà ở đây mình thấy trong câu chuyện này cái vị thầy Tỳ Kheo trẻ này nè, khi mà làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, mặc dù được ngài Xá Lợi Phất chỉ dạy rất là cặn kẽ, tương tận nhưng mà thầy vẫn chưa đạt được cái quả vị như là ngài Xá Lợi Phất mong muốn. Thầy vốn xuất thân là một thanh niên khôi ngô, con nhà thợ bạc, rồi sau đó từ bỏ gia đình để xuất gia tu học. Thầy Xá Lợi Phất mới nghĩ rằng đồ đệ ta còn rất trẻ, tham dục rất mạnh. Và để giúp cho cái vị sa môn trẻ này chống lại dục nhiễm thì tôn giả dạy ngài phép quán bất tịnh. Phép quán bất tịnh ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ phải quán trên thân thể của chúng ta hoặc là trên những cái sự vật hiện tượng gì đó đang diễn ra xung quanh của mình mà thường thì vào cái thời của Đức Phật á, thì các thầy tỳ kheo hay ra ngoài nghĩa địa hoặc ra ngoài những cái bãi tha ma hoặc là ra những cái chỗ mà dàn hỏa thiêu á, nhìn những cái tử thi những cái xác người khi mà chết sau đó sinh thối rửa trương lên và nhìn vào cái đó để mà quán bất tịnh để thấy rằng là cơ thể con người chúng ta giống như là một cái đẩy da hôi thối đó là cái từ mà Đức Phật vẫn hay thường dùng trong những cái bài giảng pháp của mình nói rằng cơ thể con người giống như là một cái túi da về tôi bao bọc bên ngoài bằng một cái lớp vỏ có vẻ là đẹp đẽ rồi chưa kể cái lớp vỏ này được trau chuốt được điểm tô bằng quần áo son phấn rồi tất cả những cái loại trang sức cho nên nhìn cái lớp vỏ bên ngoài này ai cũng thấy có vẻ đẹp và lung linh. Nhưng mà nếu như mà nhìn kỹ hơn, nhìn sâu hơn thì mình thấy rằng đằng sau cái vỏ ngoài có vẻ lung linh đó là những cái thứ bất tịnh. Đó là gì? Đó là máu, đó là đờm, giải, phân, nước tiểu, các chất nhờn, các chất nhầy trong cơ thể vân vân Và khi các thầy tỳ kheo ra bãi tha ma để quán á, thì các thầy nhìn cái tử thi đó từng ngày một ngày đầu tiên thì nó sẽ như thế nào nó chỉ mới có tím tái đi thôi qua ngày hôm sau thì bắt đầu cái tử thi đó nó đen sạm hơn rồi qua ngày hôm sau hôm sau nữa là bắt đầu nó phân hủy nó trở nên nó trương lên nó sình lên da dẻ bắt đầu nứt ra bong tróc ra rồi từ bên trong thân dòi bọ nó phát sinh nó tràn ra bên ngoài và chính vì nhìn thấy những cái hình ảnh mà có vẻ rất ghê rợn như thế thì các thầy mới quán được rằng thân thể chúng ta vốn dĩ là bất tịnh bình thường chúng ta quý trọng cái thân của mình lắm mình trau chuốt mình điểm tô mình xịt lên nó với rất nhiều những cái loại hương thơm mình ướp hoa mình tẩm hương cho nó lúc nào cũng thơm ngát nhưng mà nếu như mà chúng ta quán chiếu vào sâu bên trong thì nó có thơm như cái bên ngoài của nó hay không đờm giải phân nước tiểu các chất nhầy các chất nhờn nó đều tanh hôi cả thì khi chúng ta quán chiếu về cái điều đó đó mình sẽ thấy cái thân này nó vốn dĩ là bất tịnh chẳng qua mình chỉ phủ một cái lớp phấn son bên ngoài để mình che đậy đi thôi chứ nó không phải là cái cốt tủy nó không phải là cái bản chất nó thơm tho nó đẹp như thế và khi quán bất tịnh được như vậy và mình thấu rõ được nó đó thì mình sẽ không còn bám chấp vào cái thân này nữa cũng như là mình sẽ cắt đi được rất là nhiều những cái sợi dây luyến ái với những người xung quanh. sở dĩ ta yêu ta thích một ai đó có phải trước tiên nó đến từ cái thể ngoài của người đó hay không chúng ta vẫn hay nói rằng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta nói thế thôi chứ thật ra khi chúng ta gặp gỡ một ai đó đó thì chính cái lớp vỏ bên ngoài cái ngoại hình của họ là cái điều mà mình cảm thấy thu hút đầu tiên tùy vào cái sở thích của mình cái gu của mình á có người thì sẽ thích trắng trẻo có người thì thích nước da ngâm đen nước da bánh mật hoặc là có người thì thích cái vóc dáng mình hạt xương mai nhưng mà có người thì cũng thích một cái vóc dáng nó mũm mỉm nó đẩy đà tùy vào cái gu của mỗi người mà khi chúng ta gặp một cái đối tượng nào đó chúng ta sẽ bị thu hút bởi cái ánh nhìn đầu tiên có những người mới gặp lần đầu thôi thích ngay cái đối tượng đó chỉ vì một chi tiết nào đó trên gương mặt có khi chỉ là vì cái đôi mắt đẹp hoặc là vì một cái nụ cười duyên hoặc là một cái mái tóc đẹp do mình nhìn vào cái điều mà mình thích mình chấp vào nó cho nên là mình yêu cái nhân vật đó, mình thích cái nhân vật đó. Lúc nào mình cũng mong muốn mình được gần gũi và thậm chí mình còn muốn mình sở hữu cái nhân vật đó, luôn luôn ở bên cạnh mình. Là bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy cái lớp vỏ bên ngoài. Còn khi chúng ta đã quán được cái sự bất tịnh trong cơ thể con người á thì mình sẽ không còn quá tham cầu, mình không còn quá bám chấp vào những cái đối tượng xung quanh mình nữa. Mình biết rằng cái vỏ bên ngoài đó cái ngoại hình xinh xắn tươi đẹp trẻ trung đó nó cũng chỉ là một cái lớp da đã được tô điểm thế thôi nếu như một thời gian sau cái lớp da đó nó sẽ dần dần nó hư hoại nó tàn tạ nó héo úa rồi cũng đến ngày khi người đó nằm xuống cái lớp da đó và kể cả nguyên cái thân xác đó nó đã bị phân hủy đi dòi bỏ lúc nhúc bên trong bao nhiêu những cái dơ bẩn những cái nhờm gớm nó đều hiện ra bên ngoài cả khi chúng ta hiểu rõ được cái bản chất của nó là như vậy mình sẽ bớt đi cái sự bám chấp nhưng mà dĩ nhiên cái điều này á với những người cư sĩ như chúng ta nè chúng ta vẫn chưa làm được đâu chúng ta cũng không thể nào mà thấu triệt đến tận cùng được bởi vì sao bởi vì chúng ta vẫn còn đời sống gia đình vẫn còn cha mẹ anh chị em vợ chồng và con cái, chúng ta vẫn còn những người yêu thương mình và mình yêu thương ở xung quanh mình mỗi ngày như thế. Cho nên nếu nói rằng bây giờ mình sẽ quán bất tịnh đến tột cùng để rồi sau đó mình không còn bám chấp vào những điều đó nữa thì cái điều đó nó cực kỳ khó khăn và chắc chắn là với những người cư sĩ chúng ta điều đó chưa làm được. Chỉ là nếu như chúng ta hiểu được cái điều này á thì chúng ta cũng sẽ bớt bám chấp được phần nào vào những cái đối tượng xung quanh mình thế thôi. Còn với những vị tu sĩ thì một trong những cái giới nặng những cái giới trọng của các vị đó chính là cái dục cái dục nhiễm ở đây là cái dục nhiễm của xác thân của cái sự luyến ái giữa nam và nữ đó là một cái điều mà các vị đã xuất gia rồi bắt buộc các vị phải từ bỏ chúng ta là cư sĩ nè dù bây giờ chúng ta có tham gia khóa tu bác quan trai một ngày hoặc là chúng ta có tham gia những cái khóa tu ba ngày 10 ngày thậm chí một tháng đi chăng nữa thì sau đó chúng ta vẫn quay về với đời sống gia đình. Chúng ta vẫn có vợ chồng con cái bên cạnh. Chúng ta vẫn tiếp tục sống đời sống của một người tại gia, đời sống thế tục. Cho nên, cái việc mà chúng ta cắt hẳn từ bỏ với cái dục nhiễm đó đó, nó không có bắt buộc. Và cũng không có bắt buộc những cái người cư sĩ tại gia phải cắt đứt hoàn toàn với cái dục đó. Chỉ là khi chúng ta có một cái đời sống gia đình vợ chồng thì chúng ta phải giữ tròn cái đạo với vợ hoặc là với chồng của mình thôi. Và đó chính là cái giới mà không tà hạnh của cái người cư sĩ chúng ta đó. Không được tà dâm mà phải tránh dâm. Tránh dâm là sao? Chúng ta được quyền quan hệ và luyến ái với những người là vợ, là chồng của mình. Chúng ta không được quan hệ luyến ái với những người không phải là vợ, là chồng của mình trên cái sự ràng buộc của thế gian. Ở trên góc nhìn của thế gian á, mọi người công nhận đây là vợ, đây là chồng nè thì chúng ta chỉ có quan hệ luyến ái yêu đương với cái người đó thôi còn khi chúng ta thoát ra khỏi cái sự ràng buộc đó chúng ta luyến ái và yêu đương với những người không phải là vợ là chồng của mình thì chúng ta đã phạm phải cái giới là tà dâm đó là cái giới của người cư sĩ chúng ta cũng cần phải giữ còn với những tu sĩ thì cái việc mà cắt hẳn cái sự tham dục đó là cái điều mà bắt buộc nếu như vị nào mà không vượt qua được cái điều này thì chắc chắn vị ấy đã phạm giới mà là giới trọng Chính vì thế, trong cái câu chuyện này, mình thấy ngài Xá Lợi Phất á, rất là hiểu cái người đệ tử trẻ của mình, đang là một thanh niên, đang hừng hực sức sống như thế. Cái bản năng, cái sinh lý của một người thanh niên á, nó thôi thúc, nó đòi hỏi nhiều cái lắm. Và nếu như bây giờ không giúp cho cái thầy trẻ này cắt bỏ được cái tham dục thì thầy sẽ không tiến tu được, thầy sẽ không chứng đắc được. Và đó là cái điều mà ngài Xá Lợi Phất nghĩ đến cái người đệ tử của mình và mới tìm cách giúp cho thầy bằng cách là dạy thầy cái phép quán bất tịnh nhưng mà có phải là cái phép quán nào hoặc là cái pháp tu nào cũng phù hợp cho tất cả mọi người hay không cái này nó còn tùy thuộc vào cái căn cơ của từng người ở phần sau câu chuyện thì mình sẽ hiểu rõ hơn điều đó còn ở phần đầu thì mình thấy nè khi mà tôn giả dạy thầy cái phép quán bất tịnh nhưng sao đề mục ấy không thích hợp Mặc dù thầy đã rút vào rừng, nỗ lực phấn đấu trên một tháng, thầy vẫn không sao tập trung tư tưởng được. Khó vô cùng. Một trong những cái điều mà các vị tu sĩ rất khó khăn mà phải luôn luôn cố gắng để vượt qua, đó chính là cái này. Đó là cái dục nhiễm. Bởi vì nó là bản năng của con người. Có khi trong cái tâm của mình, á mình không muốn vậy đâu. Nhưng mà cái bản năng cơ thể của mình á, nó đòi hỏi cái sinh lý của tuổi trẻ nó dồi dào, nó mãnh liệt, nó mạnh mẽ, nó luôn luôn thôi thúc và nó đòi hỏi. Và đó là một cái cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, một cái cuộc đấu tranh mà đôi khi á có thể xem như là một cuộc đấu tranh không cân sức nữa kia. Nếu như mà ai yếu hơn chắc chắn sẽ bị cái dục nhiễm này nó lôi kéo và mình sẽ phạm giới và thậm chí có khi phải rời bỏ cái đường tu của mình luôn. Còn nếu như mà cái ý chí mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, hoặc là tìm được một cái phép tu nó đúng với cái căn cơ của mình, thì người ấy sẽ vượt qua. Khi mình học cái điều này á, không phải là để mình đánh giá hay là mình phê phán mình chỉ trích gì với những vị tu sĩ, bởi vì thật ra mình cũng không phải là các vị ấy, mình không phải trải qua cái khoảng thời gian tu tập như các vị ấy, nên mình cũng sẽ rất khó để mình có thể hiểu hoặc là đồng cảm và mình cũng không có đủ cái quyền để mà mình phê phán hay đánh giá cái việc ấy. Nhưng mà đọc hiểu để mình có được một cái phần nào mình thông cảm và mình hiểu cho những người tu sĩ họ đã phải khó khăn và vất vả như thế nào trên cái hành trình tu tập của họ. Và nếu như những ai giữ được những cái giới cấm, luôn luôn giữ được thân và tâm nó thanh tịnh thì đó đều là những cái vị mà đáng để chúng ta phải tôn kính. Bởi vì họ đã làm được một cái điều mà không phải ai cũng làm được. Họ đã làm được một cái điều mà giống như làm chống lại với những cái quy luật của tự nhiên đó. Quy luật của tự nhiên là gì? Thanh niên đến cái tuổi đó, đương nhiên cái dục nó rất mạnh. Nó có những cái sự thôi thúc và đòi hỏi. Đó là tự nhiên là bản năng. Không phải chỉ riêng con người mà bất cứ giống loài nào cũng vậy. Có ai dạy con chó, con mèo đâu? Nhưng mà tự nhiên đến cái độ tuổi đó khi nó đã trưởng thành là tự nhiên nó phải có nhu cầu nó tìm một cái con khác giới con đực hoặc con cái nào đó để nó thỏa mãn cái nhu cầu bản năng của nó thì con người chúng ta cũng vậy chỉ là con người chúng ta thì biết tu học biết tìm những cái phương pháp để mình có thể mình vượt qua được những cái dục nhiễm đó vượt qua những cái tham dục thường tình đó để mình phát triển hơn trên cái con đường mà tu học trên cái con đường đi tìm tâm linh đi tìm trí tuệ giải thoát và giác ngộ cho nên khi mình đọc đến cái điều này thật sự người cảm thấy rất là tôn kính thậm chí mình còn cảm thấy rất là thương những vị tu sĩ những người đã cắt ái từ thân những người đã thoát ly khỏi cái đời sống gia đình cái sự ràng buộc bởi những cái mối quan hệ vợ chồng con cái để trở thành một vị tu sĩ có những người sau khi đã sống đời sống gia đình một khoảng thời gian rồi mới xuất gia còn có những vị tuổi trẻ đã xuất gia giống như cái vị sa môn trong cái câu chuyện này hoặc là có những vị ở trong chùa từ nhỏ làm chú điệu làm sa di rồi sau đó mới lên hàng tỳ kheo từ nhỏ đến lớn ở trong chùa và đến độ tuổi trưởng thành thì những cái nhu cầu về dục nó vẫn phát tác như tất cả những thanh niên khác chứ không phải nói rằng là những cái người mà ở trong chùa từ nhỏ thì lớn lên không có cái nhu cầu về dục không phải đó là cái bản năng của con người tự nhiên nó là như thế nên để vượt qua được những cái điều đó vô cùng khó khăn tiếp tục với câu chuyện này nha. Mình thấy khi cái vị tỳ kheo trẻ này không vượt qua được cái điều mà thầy của mình là ngài Xá Lợi Phất đã dạy, cảm thấy không thích hợp mới quay trở về tìm thầy để mà nhờ thầy cho một cái đề mục khác. Thầy Xá Lợi Phất mới hỏi: "Con đã nắm vững đề mục thiền quán chưa?" Thầy ấy mới trình bày một cách chân thật nhất về cái sự thất bại của mình. Thầy Xá Lợi Phất dạy tiếp, một người không bao giờ nói rằng tôi không đạt được đề mục thiền quán. Có nghĩa là ở đây thầy Xá Lợi Phất muốn cái người học trò của mình là không bỏ cuộc, không được từ bỏ, không bao giờ nói rằng tôi không làm được. Ngay bây giờ có thể chưa làm được, ngày mai cũng chưa làm được, nhưng ngày mốt ngày kia có khi sẽ làm được. Thì thầy Xá Lợi Phất mong muốn người đệ tử của mình phải giữ được ý chí như thế, Tôn giả mới chỉ dạy cẩn thận thêm về cái đề tài ấy. Nhưng mà sao? Thế vị thầy trẻ kia cũng không tiến bộ được bao nhiêu, phải trở lại tiếp tục trình bày về sự thất bại của mình với thầy. Đến lần thứ ba, Tôn giả Sa Lệ Phất cũng tiếp tục dạy về đề mục đó, chỉ dạy cặn kẽ hơn nữa. Hai lần trước cũng chỉ rồi, nhưng mà đệ tử của mình chưa làm được. Đến lần thứ ba quay trở lại, thầy lại tiếp tục chỉ dạy mà còn cặn kẽ hơn nữa về lý do nguyên nhân và các ảo tưởng tương tự nhưng kết quả như thế nào vị thầy trẻ kia một lần nữa lại thất bại trong công phu thiền quán ba lần như vậy mặc dù thầy xá lê phất đã rất cố gắng nhưng mà người học trò của mình vẫn chưa đạt được cái công phu thiền quán thầy xá lê phất mới nghĩ một sa môn bén nhạy như vậy khi tham dục hiện hữu thì thấy nó hiện hữu khi tham dục không hiện hữu thấy rằng nó không hiện hữu sa môn này bén nhạy không trị độn tức là không có bị ngu dốt không có bị kém thông minh vững vàng trong đạo chưa lay chuyển cái tâm kiên cố cái tâm mà muốn tu đạo rất vững vàng là mình thấy cái vị học trò đó đó là một người thông minh là một cái người mà thấy biết rất rõ ràng tham dục đến biết tham dục đến khi không có tham dục biết không có tham dục cái tâm bồ đề kiên cố cái tâm vững vàng á muốn tu học á chứ nếu như cái vị sa môn trẻ này cái tâm mà không vững á thì sau ba lần thất bại như thế chắc là vị ấy đã xin về đời trở lại rồi xin hoàn tục rồi chứ không tiếp tục đâu chính vì thầy sa la phất biết người học trò của mình có cái tâm như thế cho nên thầy mới nghĩ cho người học trò của mình thầy nghĩ tuy vậy ta lại không thể hiểu được tư tưởng và khuynh hướng của thầy mặc dù đã rất cố gắng rồi cả hai thầy trò luôn nhưng mà có lẽ là thầy vẫn chưa hiểu được cái tư tưởng cũng như cái khuynh hướng của người học trò của mình là như thế nào cho nên là thầy vẫn chưa giúp cho học trò được và thầy nghĩ chắc chắn học trò của mình sẽ thuần phục với cái lời dạy của phật bây giờ mình dạy chưa được đưa đến phật chắc chắn phật sẽ giúp cho người học trò này được và ngài mới dắt học trò của mình đến gặp đức phật nói với Phật rằng là con đã dạy như thế như thế nhưng mà học trò của con vẫn chưa đạt được cái công phu thiền quán. Phật mới nói, biết được tư tưởng và khuynh hướng là quyền năng riêng của Phật là bậc toàn giác thì mới có trí quán chiếu thông suốt khiến cho 10.000 thế giới ngợi khen. Ở đây ý Phật muốn nói rằng là chỉ có Đức Phật, chỉ có chư Phật thì mới có thể là có biết được tư tưởng và khuynh hướng, bởi vì đó là quyền năng riêng của chư Phật còn với ngài tôn giả xá lệ phất mặc dù là một bậc đại trí tuệ là một vị a la hán nhưng là a la hán thì không có được cái quyền năng riêng này như của chư phật vì vậy phật mới nói để đó phật sẽ dạy và phật nói với ngài xá lệ phất rằng với cái vị thầy trẻ này ông đã chỉ định cái đề mục thiền quán là quán bất tỉnh và như thế suốt 4 tháng vừa qua dù rất là mệt nhọc dù rất cố gắng nhưng vô ích và ông sẽ thấy học trò của ông sẽ chứng đạo quả a la hán ngay hôm nay vì sao phật nói như vậy bởi vì phật đã quan sát phật biết rằng cái thầy sa môn trẻ này nè vốn xuất thân trong cái gia đình của một người thợ kim hoàng và không phải chỉ cái đời này không thôi mà đã 500 kiếp sanh trong cái nhà đó ở đây một lần nữa mình là thấy một cái chi tiết mà nghĩ nhớ người đã từng chia sẻ trong một cái câu chuyện pháp cú trước đây có nghĩa là khi chúng ta sinh ra trong một cái gia đình nào đó đó là chúng ta đã có duyên với những người ấy những người mà đang là thân bằng quyến thuộc của mình đó, là cha mẹ là anh chị em là vợ chồng là con cái của mình nè thì không phải chỉ riêng đời này mà còn là từ nhiều đời trước mình cũng đã từng là bà con thân bằng quyến thuộc của nhau và chính vì cái sợi dây luyến ái yêu đương ràng buộc giữa những người thân trong gia đình đó nó mới kéo dài từ đời này qua đời khác nó mới dắt chúng ta đi liên tục trong cái vòng sinh tử luân hồi. Nó cứ trầm luân lên và xuống như thế. Rất nhiều đời nhiều kiếp. Thầy này nè, đã từng sinh ra trong cái gia đình người thợ kim hoàng này 500 kiếp rồi. Trải qua cái thời gian lâu xa như thế, sống trong cái gia đình người thợ kim hoàng, chuyên chạm trổ các hoa sen, hoa ca nị sắc bằng bằng rồng. Nên nếu bây giờ đưa đề một thiền quán là quán bất tịnh về cái đề tài nhờm gớm và thẻ nhạc thì chắc chắn không có phù hợp với cái thầy này. Được sinh ra trong một cái gia đình kim hoàng, ngày nào cũng được nhìn thấy những cái món trang sức xinh đẹp và tinh xảo. Cái nhìn của thầy á, luôn luôn là nhìn thấy những cái điều mà nó đẹp đẽ như thế. Và bây giờ nếu nói thầy hãy thiền quán về cái đề mục bất tịnh, những cái đề mục nhờm gớm thì thầy không có quen. Thầy không có cảm nhận được cái điều đó. Thầy rất khó để có thể tập trung vào những cái đề mục bất tịnh như thế. Cho nên Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là hãy đi đi. Sau đó Đức Phật hóa hiện thần thông tạo ra một cái bông sen bằng vàng to bằng cái bánh xe cọng lá tươi tắn y như thật và đưa cho cái thầy trẻ đó nói rằng là hãy mang cái cọng hoa sen này nè ra cắm ở trên một cái bãi cát ở phía ngoài tinh xá đó rồi sau đó ngồi thiền ở đó trong cái giai đoạn sơ khởi thì cứ hãy lặp lại cái câu đỏ thắm đỏ thắm ngay từ khi cầm cái cành hoa sen từ bàn tay Thế Tôn thôi thì thầy Sa môn đã trở nên bình an là bởi vì sao? Bởi vì nhìn thấy một cái hình ảnh rất đổi thân quen. Một cái hình ảnh mà thầy đã nhìn thấy trải qua 500 kiếp rồi. Tự nhiên mình thấy mình bình an lắm. Giống chúng ta bây giờ cũng vậy. Nếu như bây giờ mình là người Việt Nam ha, mình đi qua một cái đất nước xa lạ nào đó thì mình thấy đẹp thì đẹp đó, nhưng mà mình có cảm giác gần gũi thân quen không? không bỗng nhiên đang đi trên đường này nè tự nhiên mình thấy một cái tảo dài một chiếc nón lá trời cái tự nhiên mình cảm thấy mình hân hoan mình vui sướng liền mình cảm thấy đó hình ảnh của đất nước mình đó hình ảnh của quê hương mình đó mặc dù khi mà mình đang ở đây nè mình nhìn thấy hình ảnh cái chiếc áo dài hay là cái nón lá mình cũng thấy nó bình thường vô cùng là bởi vì mình đang ở ngay trong quốc độ của mình ở ngay trong đất nước của mình khi mình đã ra khỏi đất nước của mình mình đến một cái nơi xa xôi nào đó tự nhiên nhìn thấy hình ảnh nó đi mình cảm thấy nó sao xuyến vô cùng giống như trong cái bài một thoáng quê hương á có cái câu hát á bỗng thấy áo dài bay trên hè phố bỗng thấy tâm hồn quê hương ở đó em ơi chỉ khi nào chúng ta mà ở một cái nơi xa mình nhìn lại thấy một cái hình ảnh nó quen thuộc nó đặc trưng cho cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên đó. Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy cái hồn dân tộc, cái hồn quê nó thấm đẫm trong mình nè. Thì ở đây cũng như vậy. Khi vị thầy trẻ này nhìn thấy cái bông hoa sen bằng vàng do Đức Phật hóa hiện ra. Cảm thấy thân quen, tự nhiên cảm thấy bình an ngay lập tức. Mà khi cái tâm bình an á thì thầy sẽ dễ tập trung vào thiền định, thầy làm theo lời Phật dạy. Thầy lẫm nhẫm đỏ thấm đỏ thấm, ngay khi ấy các triền cái bị tiêu diệt thiện nhập định và phát triển sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền toàn thân chìm sâu trong thiền định lúc này đức phật mới nghĩ không biết rằng sa môn này có thể tự mình phát triển thánh quả đến tận cùng không thì phật quan sát phật thấy nếu như mà để một mình cho cái thầy trẻ đó thì thầy sẽ không đạt được đến cái thánh quả cuối cùng cho nên phật mới tiếp tục giúp sức trợ lực bằng cách phật mới ra lệnh hoa sen hãy héo lập tức hoa sen mà nãy giờ cái vị thầy trẻ đó đang dùng làm cái đề mục để thiền quán đó ngã màu nhợt úa đi như bị vò nát mới tức thì hồi nãy là một cái bông hoa sen bằng vàng tươi tắn lộng lẫy lung linh như thế vậy mà trong phút chốc nó đã ngã màu nhợt nhạt như bị vò nát thầy thì kheo xuất định thấy như vậy mới nghĩ bằng cách gì bông sen này trở nên già úa nếu những vật thể không bị lệ thuộc vào giới thông tục mà còn bị chế phục bởi tuổi già. Có nghĩa là sao? Cái bông hoa sen này bằng vàng. Cái bông hoa sen bằng vàng như vậy đó là vốn dĩ nó không có bị chi phối bởi cái tuổi già. Bởi cái thời gian giống như cái kiểu là một cái bông hoa sen thiệt. Một cái bông hoa thiệt khi mình cắm ở trong bình như thế này, một ngày hai ngày là thời gian nó trôi qua như vậy á là tự nhiên nó sẽ úa màu đi nó sẽ héo nó sẽ rũ cánh nó sẽ tàn đó là cái chuyện bình thường còn nếu như bây giờ mình cắm một cái bông hoa sen bằng vàng ở trong bình nè một hai ngày sau nó có úa nó có héo nó có tàn được không chắc là phải đến nếu như mà không ai làm gì nó cũng phải 5 năm 10 năm gì đó cái bông hoa sen bằng vàng đó nó gọi là nó phai màu đi hoặc là khi chúng ta có một cái lực tác động gì vào nó thì nó mới tan rã. Nhưng mà đằng này tự nhiên một cái bông hoa bằng vàng như vậy nó héo úa, nó như bị vò nát trong phút chốc. Thì nếu như một cái bông sen vàng nó còn bị chế phục bởi tuổi già như vậy thì không có cái gì để mà nghi ngại cái chuyện chúng sanh đắm luyến thế gian đều sẽ bị chế phục tương tự. Cái bông sen vàng nó còn bị chi phối bởi cái thời gian, bởi cái tuổi già thì huống gì mình cái thân thể của mình nè có chắc chắn bằng cái kim loại vàng không làm sao chắc bằng được thân thể mình tính ra là mong manh dễ vỡ hơn so với những cái loại vật chất khác những cái loại vật chất xung quanh mình này, gỗ sắt thép này, vàng này. những cái loại vật chất đó nó chắc hơn thân thể của chúng ta mà nó còn bị chi phối thì huống chi cái thân thể thịt xương bình thường này thì khi thầy quán chiếu về điều đó thầy thấu được cái lẽ vô thường thấu luôn cả cái lý khổ và vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã, tam pháp ấn là ba cái điều mà chúng ta cũng đã từng chia sẻ với nhau trong một vài số trước. Ba pháp ấn này hiện rõ rệt với thầy như lửa rực cháy. Và ngay lúc đó có một lũ trẻ con chơi gần đó mới lội xuống hồ, bẻ những cái bông sen chất thành đống ở trên bờ. Thầy nhìn thấy những cái đó hoa dưới nước và hoa trên bờ, tự nhiên có một cái nhìn. Này. Những cái đó hoa dưới nước thì tư thắng xinh đẹp, còn những cái đó hoa trên bờ thì héo tàn, thầy mới tự nhủ nếu tuổi già đã đánh bại những cái vật không bị lệ thuộc vào thế gian, thì có lý nào lại không đánh bại chúng sanh đắm luyến thế gian? Ở đây mình thấy thầy đang tự quán tưởng từ những cái đó hoa sen dưới nước và hoa sen trên bờ, những cái hoa sen trên bờ là những cái thứ mà không bị lệ thuộc vào thế gian nó đã bị đứt ra khỏi cái hồ nước rồi. Thì lẽ ra khi nó không còn lệ thuộc vào thế gian nữa, nó sẽ phải mãi mãi trường tồn vĩnh cửu tươi tắn chứ. Nhưng không, ngay lập tức nó héo tàn. Thì huống hồ gì những cái hoa sen dưới nước, tức là nó vẫn còn đang đắm nhiễm bởi thế gian nè. Làm sao mà không bị chi phối được? Cho dù bây giờ không bứt nó lên khỏi cái hồ, vẫn cứ để cho nó sống ở dưới cái đầm lầy đó, dưới cái hồ nước đó đi, nó cũng không có trường tồn được. Cũng vài ba bữa thôi, tự thân nó cũng héo rũ thôi. Và khi đó, thầy nhận rõ lý vô thường, khổ vô ngã thêm một lần nữa. Từ những cái nhân duyên mà Đức Phật cố tình tạo ra cho thầy. Từ cái bông sen vàng mà Phật hiện ra đó. Rồi sau đó, những cái nhân duyên để cho những đứa trẻ nó hái sen đi dưới hồ và để lên trên bờ. Những cái điều đó làm cho thầy bừng tỉnh. Và khi ấy, Phật mới hóa hiện đến trước mặt của thầy để đọc cái câu kệ pháp cú. Tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu. Hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn thiện thể dạy. Tự cắt dây ái dục. Cái này là một cái điều mà rất khó khăn. Giống như từ đầu thì cũng đã chia sẻ với quý vị đó. Cái việc mà chúng ta có cái tâm dục, cái dục nhiễm của mình, nó là một cái điều bản năng, nó là cái điều bình thường nhưng mà bây giờ có ai cắt đứt giùm mình được hay không nếu mình muốn bây giờ mình muốn cắt cái tâm ái dục đó nè mình nhờ ai đó Ê cắt giùm tôi cái tâm dục đi giúp giùm tôi đi làm sao để tôi không còn nghĩ đến dục nữa để làm sao cái cơ thể tôi nó không còn bị tác động bởi cái dục nữa giúp giùm tôi đi có làm được không 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 ai giúp mình được chuyện đó mà chỉ có mình thôi chỉ có chính mình mới có thể tự cắt cái dây ái dục đó của mình và tự cắt như thế nào. Đó là cả một cái tiến trình tu học. Những vị tỳ kheo cũng đã rất vất vả để có thể gọi là tự cắt cái dây ái dục này. Chúng ta là cư sĩ lại càng khó hơn nữa. Bởi vì cái đời sống của mình nó có quá nhiều những cái mối liên hệ, những cái cơ hội để cái tâm dục của chúng ta nó dễ khởi sinh lắm mình đi ra ngoài đường mình gặp người này mình gặp người kia mình tiếp xúc mình va chạm người này người nọ. Mình đều dễ dàng sanh cái tâm dục. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng không có một cái điều luật gì nó ràng buộc mình cấm không cho mình sanh tâm dục. Miễn là mình đừng để cho cái tâm dục đó nó tiếp tục nó phát tác ra thành lời nói hoặc là hành động. Mà nếu như lời nói và hành động của mình nó thể hiện cái tâm dục đó đối với những cái đối tượng mà không được phép thì mình mắc tội tội với thế gian đó là cái lý do vì sao mình thấy có rất là nhiều người giống như là họ bị một cái căn bệnh về tâm lý họ gặp ai ở ngoài đường chỉ cần một cơ hội nào đó thôi họ dễ có những cái hành động sàm sở hoặc là có khi họ dùng cái lời nói của họ để quấy rối những người xung quanh mà ở đó chúng ta hay gọi là cái gì là quấy rối tình dục đúng không? Thì đó là những cái người mà cái tâm dục của họ nó quá mạnh đi. Mạnh đến cái mức mà họ không kiểm soát, họ không kềm chế được và buộc lòng họ phải thể hiện nó ra. Ban đầu nó chỉ là trong ký nghĩ thôi, trong tâm thôi. Nhưng do không kiểm soát được nên nó nói ra thành lời và nó thể hiện bằng hành động. Và khi đó là họ đã phạm phải những cái lỗi mà trên cái góc độ của người thế gian cũng không cho phép còn với những người phật tử như chúng ta có khi mình cũng sẽ không thô đến cái mức là phát nó ra thành lời nói hoặc là hành động nhưng nó vẫn có ở trong tâm của mình nè à, đó thì nếu như nó vẫn còn nằm ở trong đây thì không ai biết chỉ có mình mình biết thôi nó cũng chưa vi phạm một cái luật pháp nào của thế gian cả nhưng mà mình có học phật thì mình cũng sẽ phải tìm những cái cách nào đó để cắt đi những cái sợi dây ái dục đó khi cái tâm mình nó khởi lên những cái niệm về dục làm sao để chúng ta có thể cắt đứt nó đây mỗi người chắc có lẽ là đều sẽ có những cái trải nghiệm tự thân á nhưng tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều trải qua những cái khoảnh khắc như thế rồi và mỗi người sẽ có một cách khác nhau ví dụ sẽ có người khi mà vừa khởi lên cái tâm dục với một cái đối tượng nào đó đúng không chỉ cần chúng ta giật mình, chúng ta nhìn thấy được điều đó. Thôi chết, vừa rồi mình mới khởi một cái tâm nó xấu xa quá. Đối với một cái đối tượng không thích hợp cho mình. Lúc đó mình sẽ nghĩ ngay đến chuyện khác. Mình có thể mình nghĩ ngay đến người thân của mình. Mình nghĩ ngay đến công việc. Hoặc là lúc đó mình sẽ bỏ đi nơi khác. Mình không nhìn vào đối tượng đó nữa. Và thật ra đó cũng là một trong những cái cách mà các thầy dạy là phòng hộ các căn á lục căng của chúng ta nè mắt tai mũi lưỡi thân ý nè nếu chúng ta không phòng hộ thì chúng ta sẽ dễ tiếp nhận những cái cảnh trần ở xung quanh mình nè mình gặp một cái đối tượng đó nó quá đúng gu mình quá quyến rũ quá hấp dẫn đi nếu như bây giờ mình cứ nhìn họ thì cái tâm mình nó sẽ khởi sinh lên những cái tâm dục thì thôi bây giờ mình phòng hộ bằng cách gì lỡ nhìn thấy rồi đúng không thôi đừng nhìn nữa Ít ra mình cũng dừng lại cái nhãn căng của mình nè. Mình không tiếp tục nhìn vào cái đối tượng mà mình cảm thấy yêu thích đó. Hoặc là mình sẽ không nghe những cái lời nói ngọt ngào từ cái đối tượng đó nữa. Mình không có va chạm, mình không có tiếp xúc gần họ. Để cho cái tâm dục mình nó lại khởi lên. Thì đó cũng là một trong những cách để mình phòng hộ các căn của mình trước cái tâm dục. Bỏ ra ngoài mình làm chuyện khác. Đi rửa mặt, đi ăn một cái món ăn vặt gì đó, đi uống nước chẳng hạn. Hoặc là đến trước bàn thờ Phật. Mình quỳ xuống, mình đảnh lễ, mình lạy Phật. Mình niệm danh hiệu Phật, mình lần chuỗi. Có rất nhiều cách mà nghĩ tin rằng mỗi người trong chúng ta cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc đó và mỗi người đều có những cái trải nghiệm làm sao để có thể dứt được cái tâm dục này. Thì thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay, mình thấy cái đề tài này nó rất là gần gũi. Nó gần gũi với chúng ta trong cái đời sống hàng ngày chứ mình chưa nói về đời sống của những vị tu sĩ chỉ là đời sống của một người cư sĩ như mình thôi mình cũng thấy có quá nhiều điều để mình học cái dục là cái mà dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng có quan trọng là chúng ta có biết nhìn thấy nó để chúng ta kiểm soát nó hay không kiểm soát nó trước tiên là lợi cho bản thân mình nè mình giữ được những cái mối quan hệ đó là vợ là chồng của mình giữ được cái gia đình của mình nó bình yên nó tốt đẹp còn khi chúng ta không kiểm soát được nó đó thì chúng ta sẽ phạm trước tiên là những cái lỗi lầm đối với những cái luật pháp của thế gian và sau đó là gì là nhân quả chúng ta phạm giới luật pháp thế gian có khi cũng đã trừng phạt mình nhưng cũng có khi cái đó đó nó không còn nằm trong những cái chế định của luật pháp thế gian nhưng luật của nhân quả thì không bỏ rơi rất bất kỳ một cái chi tiết nào đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý để chúng ta kiểm soát thân và tâm của mình trong tất cả mọi cái hành vi trong cuộc sống đó là những cảm nhận những chia sẻ của nghĩa thông qua cái câu chuyện pháp cú của ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe đã theo dõi còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình của ngày mai nhé